Rồi tiếp tục góp vui với anh em là bữa nay có đủ giống nha anh em. Đây là cúc VIP cũng ba mấy cánh nha anh em, bông cực kỳ đẹp luôn. Đây giống này giống đang hiện hot hiện nay ha. Cúc VIP với cúc thọ hương. Rồi giảo siêu bông với cúc thơm. Rồi. Cái này là cúc VIP nha anh em. Đó, anh em về lấy giống nè. Đó, hình thú cũng khá đẹp nha anh em, về lấy bo ghép nha anh em. Hành nhiêu em? Hành là 10 đây. Hành 10. Cao là 58. Cao 58. Ngang 55. Ngang 55. Rồi cây mã số F1 nha. Cây cúc VIP này giao lưu với anh em là 600k thôi, để rẻ cho anh em chơi luôn á. Rồi. F2. Cây cúc VIP thứ hai. Đó. Đế lạ ha. Cây khá là đẹp nha anh em. Rồi đủ hoành em. Hoành là 12. Hoành 12. Cao là 44. Rồi cây cúc VIP mã số là F2 ha. Cây này giao lưu với anh em là 700k nha anh em, bao ship tặng nhà luôn ha. Cây số 3. Rồi đủ hoành đi em. Cúc VIP bông cực đẹp nha anh em. Hoành 11. Là 11. Cao 47. Rồi cây này giao lưu với anh em 600 thôi anh em ơi, 600. Quá trời bộ đế luôn ha. Thấy đồng ha. F4. Rồi. Hoành là 11. Hoành 11. Cao 50. Rồi cúc VIP mã số là F4. Cây này giao lưu với anh em cũng 600 thôi anh em ơi, để rẻ cho anh em chơi á. Hoành là 14. Anh 14. Cây cao 67. Rồi mã số anh em ơi. F5. F5. Cây cúc VIP này giao lưu với anh em 700 anh em ơi. Rồi tới lô cúc thọ hương. Đó, cúc thọ hương. Mẹ 7 phải 8 phải không? Này 7 phần 3. Này trên giờ đó kìa. Cái này là F6 anh ơi. Cái này F6. Đó đúng rồi. F5 này F6. Hoành là 11. Hoành 11, F6 nha anh em. Cây này cao 51. Cúc thọ hương ha. Rồi cây này giao lưu với anh em chỉ 500k bao ship luôn. F7. F7. Này cũng là cúc thọ hương nha anh em. Bông ba mấy cánh ha. Hoành là 13. Hoành 13. Cao 41. Cao 41. Rồi mã số mấy? Mã số F7. F7 ha. Rồi cây này thì giao lưu với anh em là, rồi cũng 500k thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn. F8. Cái này là ship không tăng chậu nha anh em. Này không, cái không chậu nha anh em. Cây này quá giảo siêu bông nha, cũ này giữ lớp to anh em trời ơi. cũ luôn. Thành cái này là 11. Cũ. Cái cũ thì cũ tới 19 luôn nha. Cây này cao là 38. Ngang 43. Rồi cái mã số F8. F8 ha. Rồi cây này chỉ 500k thôi anh em ơi. 500k. Cúc siêu bông, giảo siêu bông chưa? F9. F9. Cây tàn quá đều luôn ha. Tàn đều đẹp anh em ơi. Cái này thì nó bị cháy lá chút nha anh em. Em để ngoài nắng á. Hành là 14. Hành 14. Cao 51. Cao 51. Cái này ngang là 65. 65. Rồi mã số luôn em ơi. Mã số F9. F9. Rồi cây này giao lưu với anh em là cũng chỉ 500k thôi. Cúc giảo siêu bông anh em ơi. Rồi đây là cái cúc thọ hương F10. Cúc thọ hương nha anh em. Quá trời mùa đế ha. Rồi đủ hoành đi. Hoành là 23. Chính 22 thôi. Đó. Cao là 73. Tán ngang là 67. Tàn cũng khá đều hết nha anh em. Rồi cái này giao lưu với anh em là 1 triệu 2 thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn. F10.
Rồi cuối cùng là 43 cây, 3 cây cúc thơm. Đó, cúc thơm nha anh em, 3 cây cúc thơm, thơm nức mùi luôn nha. 3 cây này là đều là gốc tứ quý nha anh em. Đó, 3 cây này là F11 ha. Nói chung là mã số F11, 3 cây. Đó, để rẻ cho anh em luôn á. Cúc thơm ha. Rồi đâu hoành đi em. Đều 3 cây đều là gốc tứ quý ghép nha anh em. 3 cây này là hầu như là đều nhau ha. Hoành là 10 ha. Hoành 10. 3 cây đo từng chân cây thôi. Cao là 32. Đó, cây này để cũng đẹp lắm ha anh em. Rồi cây này thì F11, 3 cây F11 này em giao lưu với anh em là chỉ 600k, em bao ship tặng nhà luôn. Cúc thơm nha anh em, rất là đẹp ha, thơm nữa nha anh em. Rồi xin chào anh em ha, anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi video sớm nhất nha anh em.